Xin chào các bạn, trong nội dung bài 17 này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó là chuyển một cái cấu trúc họ đệm tên, ví dụ như là Triệu Văn Thân. Đấy thì sau khi chuyển đổi thì nó sẽ thành tên họ đệm như thế này. Ok, đấy. Thì giả sử là đây là cái tên có 3 từ thôi, còn cái tên mà có nhiều hơn 3 từ ấy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để nó cũng xuất theo đúng cái cấu trúc tên họ đệm. Ok, ví dụ Trần Thị Thanh Vi chẳng hạn. Đấy thì nó phải là Vi, Trần và cuối cùng là Thị Thanh. Ok. Đấy, thì cách cấu trúc của cái này ấy, thì mình sẽ làm theo như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện đó là tách cái họ tên ra. Đấy. Sau đó mình sẽ in lại lần lượt. In đầu tiên là in ra cái từ cuối cùng. Đấy, vì nó là tên. Tiếp theo là in từ đầu tiên, nó là họ và các từ còn lại. Ok, đấy. Thì áp dụng với cái file đầu vào với có dòng số dòng dữ liệu cho biết trước, trong đó mỗi dòng là chứa duy nhất một cái thông tin đầy đủ họ tên. Đấy, ghi kết quả ra cái file output.mao, kết quả cho mao nhỉ. Thì cái yêu cầu này ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện đó là đọc file thôi, không có vấn đề gì cả. Ok, thì đầu tiên chúng ta phải thực hiện được cái yêu cầu trên này đã. Đấy, sau đó thì áp dụng với cái file này cũng không thành vấn đề đâu. Bây giờ thì cái file này người ta không cho tên như nào, các bạn có thể tự đặt bừa phứa ra nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn thực hiện. Đây. Để đọc file ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái input from file. Đấy, sử dụng scanner với cái path và get. Input này là giả sử là input.txt và output của mình là cái mình sẽ thay đổi nó thành kết quả cho mao. Ok. Đây là kết quả.out. Rồi. Đấy thì đây là cái cú pháp để chúng ta đọc file này, cái cú pháp để đây là cái đối tượng để ghi file, đối tượng để đọc file. Ok, các bạn chưa rõ thì có phải quay lại cái bài liên quan đến đọc file và ghi file. Đấy thì chúng ta tìm hiểu thêm thì sẽ tìm rõ hơn cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề của chúng ta là tách trước đã. Giả sử có một cái string name này. Đấy, như thế này đi. Được chưa? Thì mình sẽ tách. Đầu tiên thì để tách được cái này thì giả sử là chúng ta cứ nhập như này nhá. Chuẩn là như này, chứ ở đầu và ở cuối mà nó có cái dấu cách như này ấy. Đấy, gì đấy, ở trong này có nhiều dấu cách như này thì chúng ta phải chuẩn hóa nó trước, sau đó thì chúng ta mới thực hiện. Và mình giả sử là ở đây mình đã chuẩn rồi. Được chưa? Đấy, thì mình đấy, như thế này. Đấy, nếu như không chuẩn thì chúng ta cũng làm như này. Đây giả sử là mình cứ nhập một cái sâu nó xấu xí như này. Thì mình sẽ có một cái string, cái này là một cái mảng string các names kìa, sẽ bằng name chấm split, split lại vị trí của dấu cách cho. Rồi sau đó thì mình sẽ thực hiện như sau. Tức là cái tên này ấy, thì mình không biết là nó như thế nào, cho nên là đầu tiên mình sẽ phải loại bỏ những cái tự thừa trong nó đi đã. Đấy thì có thể là name sẽ bằng name chấm chim. Đấy thì tức là nó sẽ cắt bỏ cái bọn dấu cách ở đầu và ở cuối, thì mình sẽ luôn lấy được tên và lấy được họ. Đấy, họ tên. Được chưa? Thì lúc này mình tách kiểu gì mình tách thì mình luôn lấy được cái từ này và từ này, và nó từ này luôn là ở đầu và từ này luôn là ở cuối. Ok rồi thì chỗ này chúng ta sẽ lúc này ấy, thì cái chúng ta tạo ra một cái string builder. Đấy, string builder. Giả sử đặt tên nó là builder sẽ bằng new string builder. Đó. Thì lúc này builder chấm add append. Đấy thì chúng ta sẽ thêm cái sau khi mà chúng ta split này này thì cái mảng name này sẽ chứa những cái từ này, từ này, từ này. Thì đầu tiên là chúng ta muốn xuất theo cái định dạng là tên họ đệm. Đấy. Thì đầu tiên thêm tên thì append cái thằng names.get à nhầm get name tại cái vị trí vị trí này là cái vị trí names.lang trừ đi 1. Đấy, ta là thêm được tên này. Được chưa? Rồi, sau đó thì builder chấm lại append tiếp, append lúc này thêm với dấu cách. Được chưa? Rồi, tiếp sau đó thì builder của chúng ta lại Open, open thêm cái thằng đó là name. Đấy, tại vị trí 0. Đấy, thì lấy cái phần từ đầu tiên. Được chưa?
Rồi sau đó thì lúc này ấy, thì chúng ta được tên và được họ rồi đấy, còn cái phần đệm đấy, còn phần đệm này thì có thể có người tên của họ rất là kỳ dị đấy, có nhiều chữ ghép lại với nhau ấy, thì chúng ta sẽ làm cái kiểu này này đấy, chúng ta for đấy cho y thì lúc này sẽ bắt đầu từ cái một đấy, y nhỏ hơn cái thằng name chấm len trừ đi một cho trong này chúng ta kiểm tra đấy, nếu như cái tên name tại cái vị trí y mà nó chấm len đấy mà khác không cho, bởi vì giả sử là trong này ấy, thì có thể là có cái dấu cách gì gì trong này thì lúc đấy người ta nó sẽ, tức là chúng ta phải phải bỏ đi những cái dấu cách đấy, những cái từ là dấu cách được chưa đấy, có thể là từ dấu cách hoặc là cái từ rỗng, thì chúng ta sẽ nếu như nó cái độ dài của cái từ đấy mà khác không đấy, thì nó là cái từ rỗng không phải là dấu cách, bởi vì tách cái thấy dấu cách là nó tách 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 thì có cả những cái từ rỗng đấy, thì chúng ta phải phải loại bỏ những cái từ rỗng đi thì ra không in ra, hoặc là chúng ta in dạng được không sao cả, nhưng mà mình chỉ thích những cái thằng nào mà khác rỗng mình mới in ra đấy, thì chỗ này mình cho cái thằng builder chấm open cái thằng đó là name tại cái vị trí y đó, cái này là cộng thêm một cái dấu cách này nữa đấy thế này đó, và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái gắn lại cái thằng name đấy, name thì sẽ bằng builder chấm toString đó, sau đó thì mình xuất ra cái thằng name. Ok rồi bây giờ thì các bạn sẽ xem là cái kết quả của mình nhận được là cái gì. Đây cái thằng này nó bảo là no shop file. Ok như vậy thì cái này là mình cái phần này thì mình bỏ qua đã nha. Đấy, hai cái dòng này thì mình sẽ bỏ qua cái này đã, mình chưa có tạo file ở trong kia, mình xử lý cái ý đầu tiên đã. Đây đây các bạn thấy là chỗ này nó thiếu một cái dấu 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 cách ở chỗ này ra thì cho nó đẹp, thì chỗ string builder này sau khi open cái họ đấy thì tốt nhất là mình cộng luôn với cái thằng này đi, chỗ này thì để nó đỡ lằng nhằng thì x luôn nó đi, cộng thêm cái như thế này và chỗ ol cho nó đẹp đấy, thì bây giờ mình sẽ có một cái tên được tùy chỉnh lại theo cái ký theo theo cái ý của cái đề bài đấy, bây giờ mình sẽ giả sử như này đi, mình bịa cái tên dị dị như này đấy, người ta nhập vào nó như này đi thấy chưa, thì bây giờ chúng ta chạy thử xem là nó có ok hay không đấy, thấy chưa, như vậy là không thành vấn đề rồi đấy, cái tên của chúng ta dù nó có lạ đến nào thì chúng ta vẫn tách được theo thứ tự đó là đúng như cái yêu cầu đề ra đấy, tên họ và đệm. Đấy, tên, họ và cả cái cụm đệm này nữa. Rồi, như vậy thì cái việc thực hiện trên một cái tên thì xong rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần để chúng ta thực hiện. Đấy, thì ở đây gọi input.txt chưa có. Và chúng ta khi mà làm như thế này thì file này phải tồn tại trong cái thư mục của cái project này. Chuột phải, chọn cái show in Explorer. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta kích vào cái thư mục project của chúng ta, chuột phải ở đây chúng ta chọn new đấy, đấy chúng ta cái này đặt là input .txt thì trong này chúng ta sẽ cho những cái tên vào đây, ví dụ như là Trần Văn Hưng Phạm Thị Mai chẳng hạn, rồi là Trương Thị Quỳnh Anh gì đấy. Ok cái này thì không quan trọng đâu nhá, mình chỉ là ví dụ thôi. Ngô Văn Tú Tài rồi là Lại Văn Thế Anh, rồi cái này để cho nó đẹp thì chúng ta viết đúng chính tả đi, rồi một cái tên nữa
Tony Baby. Giả sử này đi. Rồi, xong thì lưu lại, sau đó là tăng nó đi. Đấy, như vậy thì cái file đầu vào chúng ta là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả trong file output là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta chuyển cái định dạng sang cái file. Thì ở đây chúng ta đã có sẵn những cái thứ này ở đây rồi. Đấy, thì chỗ này mình sẽ cho nó bằng cái mình sẽ thay nó bằng cái input from file chấm next line chưa. Rồi sau đó thì như thế này, lúc này thì mình không phải là system chấm out print name như thế này nữa, mà mình sẽ dùng cái print writer. Cả cái cụm này mình sẽ thay bằng print writer. Đấy, sau khi thực hiện xong tất cả cái nhóm này, chúng ta sẽ phải cho print writer chấm close, tiếp theo là cái input from file chấm close. Đấy, tất cả cái cụm này chúng ta phải phải cho nó vào trong một cái gọi là while. While điều kiện là gì? Input from file chấm head next line. Được chưa? Tức là nếu như có các dòng khác thì mới thực hiện cái này. Xong thì control L cho nó có cái gì cần căn ấy các thứ chuẩn để cho đẹp thì làm. Đấy, cái thao tác cái này là ở chỗ này là xử lý file. Đấy, được chưa? Đấy, cứ còn dòng nào ở trong file thì đọc ra cho nó xử lý xong thì chúng ta in ra cái ở trong cái name ở trong cái file của chúng ta. Ok, và file của mình là file kết quả chấm out, và lưu ý là hiện tại thì cái project của mình này chưa có thằng nào là kết quả chấm out hết. Đấy, mình sẽ tắt bớt đi. Được chưa? Rồi, chưa có thằng nào kết quả chấm out hết. Bây giờ mình sẽ chạy, nếu như nó file của mình ok thì nó sẽ không có cái vấn đề gì, và cuối cùng ta sẽ được cái kết quả đây. Xong rồi đấy, thì kết quả chấm out vừa mới tạo ra đây. Chuột phải chọn open thì các bạn open bằng bất kỳ cái công cụ edit của các bạn. Đấy, thì ở đây là mình đã thực hiện là tạo được đấy, tức là chỗ này thì nó hơi khó chịu một chút, rồi mình sẽ mở cái ở cái định dạng đó là thằng open with, thằng này là notepad đây. Đấy, thì mình sẽ đối chiếu nó với cái file, hai cái file của mình đây. Trần Văn Hưng thì là Hưng Trần Văn, Trương Thị Quỳnh Anh thì nó này lại Anh Trương Thị Quỳnh. Đấy, còn cái Tony Baby cái gì đây thì đây. Ok, như vậy thì cái bài này thì đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.